chia sẻ rằng là cứ mỗi ngày thì Quyên Huỳnh Mai như là đẹp hơn nè, hát hay hơn, quyến rũ hơn kể từ khi cô là áo quân của cuộc thi The Voice năm 2017 tới giờ, thì Quyên Huỳnh Mai đã có rất là nhiều bước tiến trong sự nghiệp của mình. Vậy thì